số 33 Không được tà tâm làm quấy Phật tử thì không được bằng tâm lý đen tối mà xem sự đấu sức của nam nữ, của quân trận, của tướng sĩ, của giặc cướp vân vân Không được xem nghe ca vũ, không được cờ bạc, không được bói toán, không được làm liên lạc cho đạo tạc. Những việc như vậy nhất nhất không được làm. Nếu cố ý làm, thì phạm tội khinh cấu ngoại trừ đam mê thanh sắc cờ bạc du hí là các thứ mới răng ở đây ở đây vẫn còn răng thêm về tà mạng và tà nghiệp tức bói toán và làm việc cho giặc xem nghe ca vũ là dịch tắt cho rõ và đủ hơn dịch sát là nghe thổi ốc đánh trống đánh mỏ sừng chính văn là giác có người nói thổi còi sừng đàn cầm, đàn sắt, đàn tranh, thổi sáo. Có bản tiếp đây chép thêm thổi xanh, đàn không hầu, nam nữ ca hát, ngâm vịnh. Chính văn là kiếu, có sự giải thích đó là huân, một nhạc khí bằng đất, hay đi đôi với trì, một nhạc khí khác bằng tre và mọi thứ tiếng diễn tấu các nhạc khí khác. Cờ bạc cũng là dịch tắt cho rõ và đủ dệt sát là đánh sư bồ cờ ngũ mộc cờ vây cờ tướng ba la tắc hí cờ đạn vật tròn chọi vào lỗ hay chọi vào nhau lục bát phách cúc hay cầu là đánh bóng đá bóng ném đá gieo hồ và khiên đạo bác đạo hành thành còn gọi là bác đạo hành thành chỉ có ở ấn bói toán chính văn là bốc thể bốc bói bằng mang rùa thệ bói bằng cỏ thi nhưng ở đây tôi dùng chữ này để dịch tắt cho đủ và rõ về mọi sự bói toán dịch sát là móng kính luyện thuốc bôi vào móng tay hay ngón tay cho bóng như kính làm hiện lên điềm tốt xấu bôi trên kính trên vách cũng vậy nên tàu gọi là phép bói sáng ngời cỏ thi như bói dịch nhánh dương, bói bằng nhánh dương liễu. Bác bồn, bác phải viết trên chữ hữu là bạn, dưới chữ mảnh là đồ sành. Bác bồn là bói nước đựng trong chén bác. Đầu lâu, lấy đầu lâu luyện cho Linh, rồi nghe mắt thầm bên tai về sự tốt xấu. Trong loại bói toán này, kinh niết bàn còn cấm coi tướng tay, chân, mặt, mắt các loại ca vũ cờ bạc và bói toán trên đây nếu dịch sát thì ấn khác tàu khác xưa khác nay khác xưa nay ở nước ta với các nước lại càng khác hơn nữa nên dịch sát và các nghĩa thì chỉ như nói chuyện đồ cổ của một địa phương chỉ làm cho khó hiểu và loãng đi về ca vũ cờ bạc và bói toán hiện hành tại mỗi xứ mà chủ ý giới này răng cấm Số 34. Không được rời Bồ đề tâm. Phật tử thì phải nghiêm trì giới pháp bằng cách trong mọi cử động đi, đứng, nằm, ngồi và ngày đêm sáu buổi đều phải đọc tụng giới pháp ý và giữ với lòng bền chắc như ngọc kim cương, giữ như giữ chiếc phao nổi khi bơi qua biển cả, giữ với quyết chí của vị tỷ kheo bị buộc bằng cỏ vĩnh viễn phát sinh nơi mình đức tin cao đẹp của Đại Thừa, là tự biết chắc mình là Phật sẽ thành như chư Phật là Phật đã thành. Tâm Bồ Đề không một thoáng nào rời khỏi tâm trí. Như vậy mà nếu nổi lên một ý niệm của tâm lý nhị thừa hay ngoại đạo, thì phạm tội khinh cấu. Không rời Bồ Đề tâm là thể hiện thường xuyên đức tin Đại Thừa và hành trì thường xuyên giới pháp đại thừa. Nếu tâm lý có ý niệm tự lợi hay nghi hoặc xen vào là rời bồ đề tâm, là tiểu thừa và ngoại đạo. Bằng cách mọi cử động đi đứng nằm ngồi và ngày đêm sáu buổi đều phải đọc tụng giới pháp. Đọc tụng ở đây không phải là bố tác tụng giới, mà là nói tác về năm pháp hạnh đối với Bồ Tát giới. Thọ trì, đọc tụng, tránh ước niệm, giải nghĩa thú như thuyết hành, hoặc thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, sao chép. Vị tỷ kheo bị buộc bằng cỏ. Sự tích nằm trong Đại Trang Nghiêm Kinh Luận, nói vị tỷ kheo vì tuân lời Phật dạy không được bức cỏ, nên bị giặc trói bằng cỏ mà vẫn cố chịu chứ không chịu làm trái lời Phật. Số 35 không được không phát đại nguyện. Phật tử thì phải thường phát khởi mọi lời nguyện như nguyện hiếu thuận cha mẹ, đại sư, chư tăng, tam bảo. Nguyện gặp được vị Pháp sư tuyệt hảo và các vị thiện tri thức đồng một sở học để luôn luôn dạy cho mình kinh luật đại thừa và các Bồ Tát vị là mười phát thú, mười trưởng dưỡng, mười kim cang và mười địa làm cho mình lý giải và thực hành chính xác nguyện kiên trì giới pháp của phật dầu phải mất tánh mạng đi nữa một thoáng cũng không để rơi mất khỏi tâm trí cái niệm kiên trì ấy nếu là bồ tát mà không phát khởi mọi lời nguyện như vậy thì phạm tội khinh cấu mọi lời nguyện ở đây là nguyện được hiếu thuận với cha mẹ và tam bảo nguyện được thầy bạn tuyệt hảo để học và hành bồ tát giới và Bồ Tát vị và căn bản là nguyện được cái chí kiên trì giới pháp của Phật. Tóm tắt thì như vậy, kê ra thì có 10 lời nguyện như sau. Nguyện hiếu thuận với cha mẹ, đại sư, chư tăng và tam bảo, nguyện được thầy tuyệt hảo, nguyện được bạn đồng sở học, nguyện được chỉ dạy cho kinh luật đại thừa là Bồ Tát giới phản vọng, nguyện được hiểu thập trú, nguyện được hiểu thập hạnh nguyện được hiểu thập hướng, nguyện được hiểu thập địa, nguyện được thực hành chính xác, nguyện kiên trì giới pháp. Số 36. Không được không phát đại thị. Phật tử thì phát khởi 10 lời nguyện rộng lớn rồi, để kiên trì giới pháp của Phật, lại có những lời thề như sau. Thà đem thân này gieo xuống hố lửa, núi dao, Quý không phá hủy giới pháp của tam thế chư Phật bằng cách làm sự bất tịnh với bất cứ nữ nhân nào. Lại thề rằng, thà bị lưới sắt nóng ngàn lớp quấn lấy thân thể, quý không đem cái thân phá giới mà mặc y phục của tín đồ hiến cúng. Thề rằng, thà miệng phải nuốt viên sắt nóng hay dòng lửa dữ đến cả trăm ngàn đời, quyết không đem cái miệng phá giới mà ăn thực phẩm của tín đồ hiến cúng thề rằng thà thân này phải nằm trong lưới sắt đỏ hay trên đất sắt nóng quý không đem cái thân phá giới mà nằm ngồi giường ghế của tín đồ hiến cúng thề rằng thà thân này một đời vài đời chịu hàng trăm mũi giáo đâm vào quý không đem cái thân phá giới mà dùng dược phẩm của tín đồ hiến cúng thề rằng thà thân này gieo vào vạt sắt nóng đến cả trăm ngàn đời quý không đem cái thân phá giới mà ở phòng ốc nhà cửa vườn tược và đất đai của tín đồ hiến cúng lại thề rằng thà thân này bị chùy sắt gián đập từ đầu đến chân nát như bụi nhỏ quý không đem cái thân phá giới mà nhận sự cung kính lễ bái của tín đồ lại thề rằng thà bị cả trăm cả ngàn khí cụ bằng sắt nóng móc mất đôi mắt đi quý không đem đôi mắt ấy với tâm phá giới mà nhìn vào sắc đẹp thề rằng thà một đời hai đời bị cả trăm cả ngàn dùi sắc đâm vào hai tay quý không đem hai tay ấy với tâm phá giới mà nghe đến tiếng hay thề rằng thà bị cả trăm cả ngàn dao bén cắt mất mũi đi quý không đem cái mũi ấy với tâm phá giới mà ngửi đến hơi thơm thề rằng thà cái lưỡi bị cả trăm cả ngàn dao bén cắt đứt quý không đem cái lưỡi ấy với tâm phá giới mà nếm vào mùi ngon thề rằng thà thân này bị chặt bị xả bởi búa sắt quý không đem cái thân ấy với tâm phá giới mà chạm vào chỗ ưa thích lại phát khởi lời thề như sau thề làm cho hết thảy chúng sinh đều thành phật đà nếu là Bồ Tát mà không phát khởi những lời thề như vậy, thì phạm tội khinh cấu. Để hoàn thành 10 lời nguyện mà quan trọng là nguyện kiên trì giới pháp của Phật, phải có những lời thề như sau. Thứ nhất, thề không làm sự bất tịnh. Giới này lấy nam làm điển hình mà nói, nên đối tượng là nữ. Như vậy nữ thì đối tượng là nam và chứng tỏ sinh lý làm cho phá giới hơn cả. Thứ hai, thì nếu phá giới thì không nhận đồ mặc, đồ ăn, đồ nằm, dược phẩm và chỗ ở, chứng tỏ nhu cầu hay làm cho phá giới. Thứ ba, thì nếu phá giới thì không nhận sự tôn kính lễ bái, chứng tỏ sự không biết hổ thẹn hay làm cho phá giới. Thứ tư, thề năm căn không tiếp xúc năm cảnh bằng tâm phá giới chứng tỏ giác quan hay làm cho phá giới thứ năm thề làm cho chúng sinh được làm phật cả lời thề này là tổng quát và căn bản chứng tỏ thề nguyện lớn lao thì khó mà có sự phá giới mười lời nguyện rộng lớn ai cũng nói là mười lời nguyện nói trong giới nhẹ ba mươi lăm ở trên nhưng có người dẫn kinh phát bộ đề tâm mà đưa ra pháp số khác, và không ai đồng ý. Vạn 60 trên 96A và 231A Dòng lửa dữ Chính văn là đại lưu mảnh hỏa. Là nhỏ thì như nước đồng sôi mà rót ra. Lớn thì như thác lửa tuôn ra khi hỏa diệm sơn phun lửa. Số 37 không được mạo hiểm tai nạn. Phật tử thì thường mỗi năm phải có hai kỳ thực hành đầu đà, mùa đông, mùa hạ, phải tỏa thiền an cư. Thực hành đầu đà thì thường dùng nhánh dương để làm tâm, đậu để rửa, ba pháp y, bình bát, tỏa cụ, tích trượng, lư hương, đẩy lọc nước, khăn tay, dao con, đồ lấy lửa, nhiếp, giường dây, kinh luật bồ tát giới và tượng phật đà bồ tát là bồ tát thì khi thực hành đầu đà và khi đi du hóa dầu đi lại cả trăm dặm ngàn dặm đi nữa mười tám vật ấy vẫn thường mang theo mình hai kỳ đầu đà là từ rằm tháng giêng đến rằm tháng ba từ rằm tháng tám đến rằm tháng mười trong hai kỳ ấy mười tám vật cũng thường mang theo mình như hai cái cánh với con chim. Bố tác tụng giới thì các vị Bồ Tát mới học đã phải nửa tháng nửa tháng bố tác, tụng 10 giới nặng và 48 giới nhẹ. Khi tụng thì đối trước tượng Phật Đà Bồ Tát mà tụng. Một người bố tác thì một người tụng, mà hai ba cho đến hàng trăm hàng ngàn người cũng chỉ một người tụng. Người tụng ngồi cao người nghe ngồi thấp ai cũng mang pháp y chín điều bảy điều hay năm điều kiết hạ an cư thì nhất nhất phải làm cho đúng phép khi thực hành đầu đà thì đừng đến chỗ tai nạn chỗ nguy hiểm chỗ quốc chúa tàn bạo chỗ đất quá cao thấp chỗ cây cỏ rậm rạp chỗ cọp beo sư tử chỗ hay bị nạn nước lửa gió chỗ có đạo tặc chỗ đường xá đầy rắn độc những chỗ tai nạn như vậy đều không được đến đó thực hành đầu đà cho đến kiết hạ an cư đều không được đến ở những chỗ tai nạn như vậy nếu cố ý đến thì phạm tội khinh cấu trừ ra sự du hóa phải tìm hết cách mà thâm nhập quần chúng với sự đề phòng càng cẩn thận càng tốt lại trừ ra sự bố tác tụng giới chỉ cần thì gian ngắn và luật đã dạy các ứng phó. Còn hai sự này không được đến ở những chỗ tai nạn, đầu đà và an cư. Giới văn dạy các hành du hóa, đầu đà, bố tác, an cư, nhưng đầu đà và an cư được nói đến nhiều hơn. Về đầu đà, đập rũ sự tham lam về ăn, mặc, ở có 12 hạnh và 18 vật. 12 hạnh như sau, kỳ theo Đại Bác Nhã, mà vạn 60 trên 231 b và 438 b trích dẫn, và tôi xếp lại thứ lớp. Ăn có 5 hạnh, là thường khất thực chứ không thọ thỉnh. Khất thực theo thứ tự, không lựa chọn giàu nghèo quen lạ hay cùng đạo khác đạo. Mỗi ngày ăn một bữa và ngồi ăn một lần, ăn chừng mực là đáng ăn ba phần mới no thì ăn hai phần thôi. Và sau đứng bóng thì nước vắt trái cây cũng không dùng. Mặt có hai hạnh là mặt ba pháp y, thứ vải thô mà chấp vá. Và chỉ mặc ba pháp y mà thôi. Ở có năm hạnh, là ở chỗ thanh vắng, mà cách làng xóm bò rống lớn tiếng mới nghe chỗ tha ma để dễ quán bất tịnh và sự chết, chỗ dưới gốc cây chứ không che cất tròi thất, chỗ đất trống để đêm trang thanh dễ nhập không ta muội và thường ngồi mà ngồi ngay thẳng chứ không nằm. Du già luận nói, sự tham lam về ăn mặc ở không thuận lợi cho phạn hạnh. Như lông không đập thì không thể làm thảm, đầu đà đập rũ sự tham lam ấy để thành tựu phạn hạnh. Trí độ luận nói, Phật Pháp chỉ lấy tuệ giác làm căn bản, không lấy khổ hạnh làm ưu tiên. Nhưng 12 hạnh đầu đà giúp cho tuệ giác, nên Phật thường ca tụng. Còn 18 vật của hạnh đầu đà thì cũng là của hạnh du hóa, và chính văn kê đã rõ. Tựu trung, bác là nói về sự ăn. Ba pháp y là nói về sự mặc. Và tọa cụ là liên quan sự ở. Ngoài ra, nhánh dương để làm tâm mà sẽ răng và nhấm. Nay là tâm và đồ đánh răng. Đậu để rửa, vốn dùng các thứ đậu và hạt hoặc nước tro, bồ kết, bồ hòn. Nay là xà phòng. Tích trượng, phòng rắn và thú dữ. Lại để báo hiệu trong khi đi khất thực. Đồ lấy lửa là dùng cây, đá, thủy tinh mà lấy lửa nay là diêm quẹt giường dây là lòng giường đang mây đang dây là võng nhiếp để nhổ gai vì đi chân trần về du hóa càng đi xa càng phải mang theo mười tám vật như đầu đà về an cư nói nhất nhất phải làm cho đúng phép là đúng như trong luật đã quy định về bố tát nói ai cũng mang pháp y chín điều bảy điều hay năm điều là nói cho người xuất gia thọ bồ tát giới. Nói bồ tát mới học là nói ngay các vị này đã phải tụng giới, không phải nói chỉ các vị này mới phải tụng giới, còn các vị trên nữa thì khỏi. Trong sự bồ tát tụng giới, điều quan trọng là phải ngồi theo thứ tự mà giới 38 sau đây sẽ nói. Còn người tụng giới thì cũng theo thứ tự ấy mà chọn người có khả năng nhất trong chúng cao nhất của các chúng đồng Bồ Tát. Không có cái phép trong chúng cao mà không có người có khả năng tụng giới đến nỗi phải chọn người trong chúng dưới. Nói cách khác, bất cứ ai thọ Bồ Tát giới rồi, không có cái phép không thể tụng giới ấy. Đoạn 2, mục 3 của tiết 1, Phật đã quy định như vậy. Thực hành đầu đà cho đến kiết hạ an cư, đều không được đến ở những chỗ tai nạn cho đến là nói lượt về du hóa và bố tác du hóa thì cần thâm nhập mọi nơi bố tác thì chỉ cần thì gian ngắn nên có thể không cần tránh những chỗ tai nạn nhưng chỉ có thể không phải hoàn toàn không cần còn đầu đà và an cư thì phải tránh trong những chỗ tai nạn phải tránh chỗ nguy hiểm chính văn là ác quốc giới nước dữ có bản chép quốc nạn, tai nạn cả nước. Như vậy cũng có nghĩa là chỗ đang bị tai nạn như chiến tranh, khủng hoảng, vân vân. Nhưng vạn 60 trên 440A nói ác quốc giới là chỗ mà người và cảnh đều không hiền. Vậy thì chỗ nguy hiểm còn là nơi nhân tâm hung dữ. Nghĩa này đủ và quan trọng hơn. Sự cấm mạo hiểm tai nạn của giới này cho thấy, đối với thân người Phật Pháp khinh là khinh như thế nào, mà quý là quý như thế nào. Sau hết, Bồ Tát thì các vị Bồ Tát mới học đã phải nửa tháng, nửa tháng thường Bồ Tát, tụng 10 giới nặng và 48 giới nhẹ. Khi tụng thì đối trước tượng Phật Đà Bồ Tát mà tụng. Một người Bồ Tát thì một người tụng, vân vân. Có bản chép gọn hơn, theo đó thì phải dịch. Ngày Bố Tát, khi các vị Bồ Tát mới học nửa tháng, nửa tháng, Bố Tát, tụng 10 giới nặng và 48 giới nhẹ, thì đối trước Phật Đà Bồ Tát. Một người Bố Tát, một người tụng, vân vân. Những chỗ tai nạn như vậy không được đến đó. Thực hành đầu đà cho đến kiết hạ an cư đều không được đến ở những chỗ tai nạn như vậy. Nếu cố ý đến, thì phạm tội khinh cấu. Có bản chép hơi khác, theo đó thì phải dịch. Những chỗ tai nạn như vậy đều không được đến đó. Vì đó là những chỗ tai nạn cho hạnh đầu đà. Kiết hạ an cư mà những chỗ tai nạn ấy cũng không được đến. Huống chi thực hành đầu đà. Thấy chỗ tai nạn mà có ý đến thì phạm tội khinh cấu. Số 38 không được ngồi không thứ tự. Phật tử thì sự ngồi phải có thứ tự đúng như chánh pháp. Nghĩa là ai thọ giới trước thì ngồi trước, ai thọ giới sau thì ngồi sau. Không kể già trẻ, tỷ kheo, tỷ kheo ni, quý nhân, quốc vương, vương tử. Chưa đến hoàng môn, nô bộc tỳ thiếp. Tất cả đều nên ai thọ giới trước thì ngồi trước, ai thọ giới sau thì tuần tự mà ngồi đừng như ngoại đạo ngu si và cũng như trẻ không trước không sau ngồi hỗn tạp như binh nô trong chánh pháp của như lai người trước ngồi trước người sau ngồi sau nếu là bồ tát mà ai nấy không ngồi theo thứ tự đúng như chánh pháp thì phạm tội khinh cấu không phải chỉ một sự ngồi mà mọi sự cư xử bình thường cũng như nghi lễ đều phải căn cứ thứ tự Thứ tự ý có hai. Tóm tắt theo vạn 60 trên 373B, 376B như sau. Một là thứ tự giữa các chúng. Các chúng có chính, chia ra hai bộ. Khi hai bộ ngồi riêng, thì bên tăng bộ thứ tự như sau. Tỷ kheo đứng đầu, kế đến sa di, đến cận chú nam, đến cận sự nam. Bên ni bộ thứ tự như sau tỷ kheo ni đứng đầu, kế đến thức xoa, đến sa di ni, đến cận trú nữ, đến cận sự nữ. Khi hai bộ ngồi chung thì thứ tự như sau: hết tỷ kheo đến tỷ kheo ni, hết tỷ kheo ni đến thức xoa, hết thức xoa đến sa di, hết sa di đến sa di ni, hết sa di ni đến cận trú nam, hết cận trú nam đến cận trú nữ, hết cận trú nữ đến cận sự nam, hết cận sự nam đến cận sự nữ. Hai là thứ tự trong các chúng. Thứ tự này cũng có hai. Thứ nhất, hai chúng Tỷ kheo và Tỷ kheo ni phải lấy tuổi Tỷ kheo giới làm thứ tự, vì giới ấy là bản thể của tăng bảo. Thọ Bồ tát giới trước Tỷ kheo giới mấy năm cũng không kể, vì giới ấy không biến thành Tỷ kheo giới nhưng thọ bồ tát giới sau tỷ kheo giới thì tỷ kheo giới biến thành bồ tát giới nên tuổi bồ tát giới bấy giờ được kể theo tuổi tỷ kheo giới thứ hai bảy chúng còn lại thì y theo tuổi bồ tát giới mà làm thứ tự khi tụng bồ tát giới riêng thứ tự lấy theo tuổi tỷ kheo giới thì gọi là thứ tự của chư tăng mà các giới nhẹ hai mươi sáu 27 và 28 đã nói. Thứ tự như trên đây là ý niệm bình đẳng có lý, ý niệm bình đẳng theo tư cách giới pháp. Nếu thứ tự kể theo giai cấp và tuổi tác, nếu bình đẳng một cách hỗn tạp thì đó là binh nô, chỉ lấy sức mạnh mà giành phần. Nếu là Bồ Tát mà ai nấy không ngồi theo thứ tự đúng như chánh pháp, có bản chép gọn hơn, theo đó thì chỉ dịch nếu là bồ tát mà không ngồi theo thứ tự vân vân. Số 39. Không được không làm lợi lạc. Phật tử thì thường khuyến hóa mọi người kiến thiết tăng phường, tạo lập lâm viên, ruộng vườn, xây dựng tháp Phật, thiết lập những chỗ để mùa đông, mùa hạ tọa thiền an cư. Nói tóm, tất cả những cơ sở hành đạo đều nên kiến thiết. Là Bồ Tát thì lại phải diễn giảng cho mọi người về kinh luật Đại Thừa. Những lúc tật bệnh, quốc nạn, giặc giả, những ngày mạng vong của cha mẹ, anh em, của Đại sư Hòa Thượng và Đại sư Xà Ly, thì từ ngày ấy cho đến ngày tam thất và trung thất, cũng nên trì tụng và diễn giảng kinh luật Đại Thừa. Những lúc làm chay cầu phước, đi lại làm ăn, mà có thể bị lửa dữ thiêu đốt. Nước lớn trôi chìm, gió bão thổi bạc thuyền bè nguy khốn trong sông to biển cả, đầy nạn la sát, thì trước đó cũng nên đọc tụng giảng nói kinh luật đại thừa. Cho đến hết thảy khổ báo là ba ác, bảy nghịch, tám nạn, gông cùm, xiền xích, trói buộc, đa dâm, đa sân, đa si, đa bệnh, đều nên giảng nói kinh luật đại thừa. Nếu vị Bồ Tát mới học không làm như vậy, thì phạm tội khinh cấu. Thường khuyến hóa mọi người kiến thiết. Nếu là tại gia thọ Bồ Tát giới, thì phải thêm. Thường tự mình và khuyến hóa, vân vân. Ngoài việc tạo lập các cơ sở hành đạo, giới pháp này đặc biệt khuyến khích tụng và giảng Bồ Tát giới phản võng trong mọi trường hợp cầu an, cầu siêu, cầu nguyện, cầu diệt khổ nhân, cầu trừ khổ báo. như vậy, bồ tát giới phạn vọng có thể bao gồm hết thảy công năng của các kinh dược sư, phổ môn, di đà, bát nhã. tạo lập lâm viên là tạo lập những khu vườn lớn, cây có, nước có, có đủ tăng xá. từ ngày mạng vong cho đến ngày tam thức và chung thức. Nói như vậy không phải các ngày và các tuần khác không cần cầu siêu, mà chỉ nói quan trọng nhất là ngày mới chết, ngày tam thức và ngày chung thức. Chứ không phải chỉ ngày chung thức mới quan trọng như ta thường làm. Gió bảo Chính văn là hát phong, gió đen, là cuồng phong vùng tâm bảo. Vùng gió mưa mây nước tạo thành bầu trời đen tối. Khổ báo, ba ác, là ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sinh. Nhưng có người thấy có bản chép ba báo nên giải thích là khổ báo chịu trong đời này tức hiện báo, đời sau tức sinh báo hay những đời sau nữa tức hậu báo. Khổ báo bảy nghịch là vô gián ngục. Chính giới pháp nhẹ như vậy, các người phải học, phải cung kính, phụng trì, như Như Lai sẽ nói rõ trong phẩm Phạn Đàn. Kết thúc chính giới nhẹ thứ nhất. Số 40. Không được chọn lựa truyền giới. Phật tử khi cho người thọ Bồ Tát giới thì không được chọn lựa. Hết thảy quốc vương vương tử, tể tướng bách quan, tỷ kheo tỷ kheo ni, thiện nam tín nữ, dâm nam dâm nữ, Phạn thiên 18 tầng trời cõi sắc, thiên nhân 6 tầng trời cõi dục, những kẻ vô căn, hai căn, hoàng môn, nô bộc, tỳ thiếp, tất cả quỷ thần ai cũng được thọ Bồ Tát giới cả. Phải dạy người thọ Bồ Tát giới nhuộm pháp y bằng hoại sắc cho hợp với chánh pháp. Hoại sắc là nhuộm tất cả pháp y và ngọa cụ bằng màu sắc, phá hủy các màu sắc chính là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, tía. Mọi thứ y phục khác cũng nhuộm hoại soát như vậy. Nói tổng quát, tại bất cứ quốc độ nào, dân chúng ở đó ăn mặc ra sao, thì vị tỷ kheo ăn mặc phải khác với lối ăn mặc ấy. Khi sắp thọ Bồ Tát giới, vị Pháp Sư Bồ Tát phải xét hỏi người ấy, rằng thân hiện tại có làm bảy tội nghiệp không? Vị Pháp Sư Bồ Tát không được cho những người thân hiện tại làm bảy tội nghịch được thọ bồ tát giới bảy tội nghịch là làm cho thân phật xuất huyết giết cha giết mẹ giết hòa thượng giết xà lê phá kiết ma tăng và pháp luân tăng giết thánh giả nếu có bảy tội nghịch thì kẻ ấy thân hiện tại không thể thọ và được bồ tát giới ngoài ra ai cũng có thể thọ và được giới ấy cái phép của người xuất gia là không lạy quốc vương không lạy cha mẹ không lạy bà con không lạy quỷ thần nên không thiên vị hoặc khước từ ai hết hễ ai hiểu được tiếng nói của vị pháp sư bồ tát từ trăm dặm ngàn dặm vẫn đến cầu bồ tát giới mà vị pháp sư ấy vì tâm lý xấu xa tâm lý ghét giận không truyền ngay cho họ giới pháp mà tất cả chúng sinh đều có phần thì phạm tội khinh cấu. Bồ Tát giới là của chúng sinh. Trừ những kẻ phạm bảy tội nghiệp thì thân đời này của họ không thể thọ và được giới ấy. Còn bất cứ ai hảo tâm cầu giới ấy cũng đáng được truyền ngay. Hãy quay lại và đối quán chính văn này với chính văn đoạn 3, mục 3, tiết 1. Bảy tội nghịch là ngoài năm tội nghịch còn thêm hai tội giết hòa thượng và giết xà ly làm thân phật xuất huyết là tội nghịch một xưa kia đề bà lăn đá hại phật nhưng thân phật không thể hại được chỉ làm chảy máu ngón chân của ngài nay thì đốt phá kinh phật tượng phật là cùng loại giết cha giết mẹ là tội nghịch hai và ba ấy là giết hai người sinh ra sinh thân của mình. Giết hòa thượng, giết xà lê là tội nghiệp bốn và năm. Ấy là giết hai vị sinh ra giới thân cho mình. Giết thánh giả, nói hẹp là giết la hán, là tội nghiệp sáu. Ấy là giết các vị giải thoát. Phá tăng là tội nghiệp bảy. Tội này phân ra có hai. Phá kiết ma tăng và phá pháp luân tăng phá kiết ma tăng mở đầu đề bà dụ dỗ một số tỷ kheo tách ra kiết ma thuyết giới riêng sau đó chỉ cần tối thiểu tám vị tỷ kheo cùng ở một chỗ một kẻ trong đó dụ dỗ ba người cùng kẻ ấy là bốn tách ra làm một nhóm mà kiết ma thuyết giới hay làm những sự kiết ma khác là cùng loại phá pháp luân tăng mở đầu đề bà lập ra tam bảo giả trá để chống phá tam bảo chân thật. Sau đó, chỉ cần tối thiểu chính vị tỷ kheo không cần cùng ở một chỗ. Một kẻ trong đó dụ được bốn người cùng kẻ ấy tách ra. Kẻ ấy tự xưng giáo lãnh, lập giáo pháp và họp bốn kẻ kia làm giáo đoàn riêng, là cùng loại. Cả hai tội trên đây chung lại gọi là phá tăng hay phá tăng hòa hợp có nghĩa làm tan rã sự cùng sống với nhau bằng giới pháp và giáo pháp của chư tăng nói cách khác là phá hoại phật giáo do vậy mà nay bất cứ chủ trương và hành động nào phá hoại phật giáo là cùng loại tất cả sáu tội trước trong bảy tội nghịch là sát sinh cực nặng dầu làm thân phật xuất huyết chỉ là phần gia hành của tội ấy còn tội thứ bảy là vọng ngữ cực nặng. Bảy tội nghịch là tội đọa vu gián ngục, nhất là tội phá pháp luân tăng, vì làm thương tổn pháp thân của Phật. Câu xá 9, 28 trên 92 đến 94 Ở đây, đối với Bồ Tát giới thì chỉ những kẻ phạm bảy tội nghịch mới không thể thọ và không thể được giới ý. Do đó, bảy tội ấy có bản chép là bảy sự cản trở thất giá ngoài những kẻ phạm bảy tội nghịch mọi người ai cũng phải được cho thọ bồ tát giới không được lựa chọn khước từ thế nhưng những kẻ trà trộn hay mai phục để phá hoại phật giáo thì đó cũng là một trong sáu loại tặc trú không thể không tra xét cho kỹ mà cứ cho thọ bồ tát giới lại nữa Giới này cấm là cấm lựa chọn theo tà ý. Còn vị truyền giới phải xét người cầu giới có xứng đáng không? Người cầu giới phải xét vị truyền giới có xứng đáng không? Thì lại là sự răng dậy phải làm của Bồ Tát giới du già mà vạn 60 trên 378 b trích dẫn. Cho nên, lựa chọn hay không lựa chọn theo tà ý thì toàn là cung cách làm cho Phật Pháp suy tàn sau hết đây là mấy chỗ cần giải thích vô căn không có cả hai bộ phận sinh thực hai căn ngược với vô căn hoàng môn ngoại chung năm loại người lại cái phải dạy người thọ bồ tát giới nhuộm pháp y bằng hoại soát. do chính văn liên tiếp dưới câu này nói rõ mà biết đây là dạy cho tỷ kheo và mọi người xuất gia Ngoạ cụ, ở đây là những thứ đồ nằm. Mọi thứ y phục khác là mọi thứ khác nữa thuộc về y phục. Trong đó có các thứ khăn. Cái phép của người xuất gia là không lạy, vân vân. Câu này cho thấy rõ vị truyền Bồ Tát giới phải là người xuất gia.